Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em về một lô sâm dây Ngọc Linh hàng rất là đẹp. Đấy, hàng 8-9 củ một cân nhé. Đấy, có những củ này nó hơi nhỏ một tí thì lên size 10 rồi, nhưng mà em sẽ chọn cho mọi người size 9 nhé. Đấy, 260.000 một cân, 260.000 một cân, hỗ trợ rửa sạch sẽ cho mọi người luôn nhé. Sâm dây này rất là đẹp luôn này. Đây là hàng khô đấy mọi người nhé, sấy khô cho khách. Dứa rừng, dứa quá ngon mọi người này. Đấy, có những quả đang bắt đầu chín rồi. 80.000 một cân mọi người nhé, 80.000 một cân dứa. Sâm béo đen, sâm béo đen 120.000 một cân. Sâm xuyên đá trắng 120 một cân. Rừng đen 120 một cân mọi người nhé. Dứa, dứa này dứa Tây Bắc cũng là 80.000. Chuối nhá mọi người nhé, chuối tươi 30.000 một cân, củ giấy tươi này. Nếu mọi người lấy hàng khô thì nó ok hơn, hàng khô là 100.000 một cân mọi người nhé. Khúc khắc tươi 50.000 một cân, hàng khô là 100.000 một cân. Ngọc cẩu, hàng trọng to đẹp, rửa sạch sẽ cho mọi người 80.000 một cân này. Những củ to đẹp này. Đấy. Ở đây em có cả củ hoàng tinh nhé, củ hoàng tinh 90.000 một cân, hoàng tinh tươi 90.000 một cân, hoàng tinh tươi nhá mọi người nhé, củ đẹp lắm. Cốt toái bổ 60.000 một cân mọi người nhé, 60.000 một cân. Ai cần hỗ trợ thì em sẽ xịt cho mọi người. Tấn khẩn cũng là 60.000 một cân. Riêng hàng tấn khẩn này thì phải rửa sạch sẽ, hút chân không cho mọi người luôn nhé. Đấy. Tắc kè đá cũng là 60.000 một cân. Chuối không nhiều, nho, nho rừng, thân gỗ. Mặt ong ruồi nguyên tổ mọi người nhé, ong ruồi nguyên tổ. Mặt nó rất là sánh. Ăn ruồi hàng chuẩn rừng nhé mọi người nhé, 550.000 một cân. Còn đây là ong khoái này, ong khoái nguyên tổ. Khoái nguyên tổ là 250.000 một cân mọi người nhé. Nguyên tổ đẹp luôn này. Còn hàng làm sẵn là 300.000 một cân. Sâm quy đá đen mọi người nhé, size bé vẫn là 150.000 một cân. Em hỗ trợ rửa sạch cho mọi người. Sâm đứng quy size 2 củ một cân 150.000, size 3 củ đến 4 củ là 100.000 một cân. Tam thất Bắc, tam thất Bắc đầy đủ các size nhé mọi người nhé. Size này là size 10 này, size 10 đến 12 này, giá 550.000 một cân. Size này là size 8, 600.000 một cân. Sâm xuyên đá Hà Giang mọi người nhé, 150.000 một cân, hỗ trợ rửa sạch cho mọi người luôn nhé. Sâm cao đỏ 130.000 một cân, rửa sạch sẽ cho mọi người luôn. Nếu mọi người lấy cái gì thì tìm trong giỏ hàng hoặc báo cho em nhé. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video.